Sau lưng bên tay phải cháu có cái ổ cắm sạc đấy, có cần sạc điện thoại hay cắm chưa? Dạ dạ dạ. Bằng sau. Bằng sau có cái ổ cắm sạc. Phía bên tay phải, phía sau lưng bên tay phải có cái ổ cắm á. Mày cắm. Kiếm đi ai biết nha. Ổ cắm nối dài ra ngay ngay phía bên cái mông phải của con nhìn xuống dưới thấy. Đây có hai lỗ cắm luôn này nhà cháu. Có này. Có dây không? Có. Ờ, cắm vô sạc. Đây có đây ổ đây nha. Thì cắm đi gầy cánh nè. Đây có đây nha. Sạc nhanh luôn á. Xịt dữ. Mà chẳng biết là. Tranh thủ sạc cho nó đầy tối chói. Tới nơi là đầy nhóc. Người thông nữa rồi. Phương nữa. Phương nào? Phương không biết hả? Anh Phương hả? Ừ. À, là lấy một phòng hay lấy hai phòng? Một phòng thôi. Phòng ba người ngủ được rồi.